Xin chào bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì đứng bên cạnh mình đây là hai chiếc xe, đều là Ford Everest, là chiếc xe SUV đang làm mưa làm gió trong phân khúc SUV, cũng như là cái chiếc SUV đáng mua nhất trong phân khúc hiện tại. Bởi vì sao? Thứ nhất là về công nghệ trước đi. Thì hai chiếc xe đứng bên cạnh mình đây đều là Ford Everest Titanium 4WD, tức là phiên bản cao cấp nhất, option nhiều nhất. Thì các bạn có thể xem một loạt các công nghệ mình liệt kê cho các bạn ở đây ha. Rất là nhiều công nghệ trên hai chiếc xe này. Đó là về phần công nghệ. Còn thứ hai là về phần ngoại hình, mình mang tới cho các bạn là hai chiếc xe tuy là cùng phân khúc, tuy là đều là Ford Everest Titanium 4WD, nhưng nó mang trong mình hai cái ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Bên trái mình đây là chiếc xe Ford Everest Titanium 4WD nguyên bản. Thì các bạn có thể thấy ha, nó là một chiếc xe nguyên bản từ nhà máy sản xuất ra. Nhưng bên phải mình đây là một chiếc xe mang phong cách ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác. Nó là phiên bản kỷ niệm đặc biệt Sài Gòn Ford 20 năm bên mình. Thì hôm nay các bạn và mình cùng tìm hiểu xem hai chiếc xe này hướng tới hai phân khúc khách hàng như thế nào, và nó có sự thay đổi như thế nào trên hai chiếc xe này. Thì nó sơ về chiếc xe Ford nguyên bản đấy, Ford Everest nguyên bản đi, thì những cái đường thiết kế của nó cũng như là những cái ngôn ngữ thiết kế, những cái trang bị của nó, những cái điểm tô điểm lên cái chiếc Ford Everest này thì nó đều hướng tới khách hàng là một cái gì đó nó mềm mại, nó không quá là ngầu, nó không quá là góc cạnh, nó không quá là cá tính, phân khúc khách hàng nó rộng hơn. Tức là nếu các bạn 25 tuổi các bạn đi chiếc xe Ford Everest, ok, vẫn rất là khỏe mạnh và cá tính. Còn nếu các bạn mà ở tuổi trung niên 30 mấy, 40 tuổi hay 50 tuổi các bạn đi xe Ford Everest này, nó vẫn tạo cho các bạn một cái sự đầm tính nhất định. Thì chiếc xe Ford Everest này, cái phong cách ngôn ngữ của nó rất là ok, nó cho mình một cái phân khúc, một cái dạng khách hàng rất là rộng. Còn ngược lại, bên phải mình đây là chiếc xe Ford Everest với được độ, với phong cách là hầm hố, phong cách đi off-road, thì nó có rất là nhiều sự thay đổi. Ví dụ như ở mặt ca lăng này đây, các bạn có thể thấy bên kia với bên này, mặt ca lăng ở bên tay phải mình đây nó được độ lên cái mặt ca lăng của chiếc xe Ford Ranger Raptor. Còn nguyên bản của nó là những cái đường chrome to bản kéo dài rộng qua hai bên xe. Đó là về phần mặt ca lăng. Thứ hai nữa là ở cái phần cản này. Cản này ở bên này chỉ là phần nhựa, và nó tạo cho mình cái cảm giác thì nó đầm tính, nó nhẹ nhàng. Nhưng bên này các bạn nhìn vô, các bạn biết được chủ nhân của nó không phải là một người mà thích cái sự mềm mại ha. Mà các bạn nhìn này, nó làm hoàn toàn bằng thép. Thì khi mà nhìn vô chiếc xe này, nếu mình đi ngoài đường mà mình gặp hai chiếc xe này thì mình sẽ né chiếc xe này cách xa 5m. Mà chiếc xe này thì mình sẽ chạy gần nó, mình cảm thấy rất là bình thường. Tại vì sao? Tại vì nhìn chiếc xe này rất là cứng, mình cảm giác như là khi mà mình đúc vào nó thôi là mình sẽ rất là đau, cho nên là mình sẽ né chiếc xe này ra. Tại vì độ thêm cái phần cản phía trước này cho chiếc xe một cái tổng thể nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn. Đó là về phần cản. Ngoài ra ở trên cản này các bạn có thể để ý, ở đây nó là đèn sương mù, chỉ là bóng halogen bình thường. Nhưng ở trên phiên bản này, khi mà độ lên cản này, chúng ta sẽ có hai đèn sương mù. Đèn sương mù thứ nhất, nó cho mình cái góc chiếu là rất là tỏa. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều cái chip LED ở đây. Còn cái đèn sương mù này nó cũng có rất nhiều chip LED, nhưng nó cho mình thêm một cái gương cầu projector. Đây các bạn có thể thấy ha, hai đèn sương mù thì chắc chắn hiệu suất nó sẽ cao hơn một đèn sương mù mà lại sử dụng bóng halogen ha. Ok, còn ở trên cái cản này cũng có một sự thay đổi. Các bạn nhìn bên kia thì chắc chắn là không có hai cái móc câu này rồi. Nhưng ở trên này chúng ta có thể thấy hai cái móc câu này, nó cho chúng ta khi mà chúng ta đi vô những cái đường off-road chuyên nghiệp đó các bạn, mà cần sự hỗ trợ của nhiều xe với nhau, liên kết nhiều xe với nhau để vượt qua những cái địa hình mà nó phức tạp, thì đây là chính là cái nút để liên kết giữa các xe với nhau. Đó là về phần đầu xe. Còn ở trên cụm đèn này thì đèn bên này là đèn của phiên bản 2020 rồi, nhưng mà bên này 2019. Nhưng các bạn cũng có thể tùy chọn được là gói nâng cấp từ phiên bản 2020 lên, thì chúng ta sẽ có hai cụm đèn nó y chang nhau. Còn qua phần bên hông bên này thì các bạn có thể để hai bên hông này. Ở bên này thì nó sẽ không có cái vè nó nhô ra như là bên này. Thì cái phần vè này mình cảm nhận là nó hơi nhỏ. Nếu mà cái phần vè này làm to lên một tí nữa thì nó sẽ trông nó khỏe khoắn và nó cứng cáp hơn. Các bạn nhìn tổng thể đi, tự nhiên cái mâm của mình 20 inch rất là to, bánh rất là to bản, góc tới phía trước rất là lớn, càng phía trước thép rất là cứng cáp. Nhưng cái phần vè này nó lại hơi nhỏ. Thì nếu mà phần vè này mà mình chọn cái option là nó cao hơn một xíu
thì nó sẽ hài hòa hơn đối với chiếc xe này. Và phần mâm ở trên phiên nguyên bản thì nó sẽ là mâm phủ giữa hai màu là màu trắng và màu ghi xám. Còn ở phiên bản màu đen thì đó, phiên bản độ này đã được sơn toàn bộ là màu đen hết. Thì trong chiếc xe bên phải mình đây nó có tính cái sporty hơn, tức là nó thể thao hơn. Đó là về cái phần sự so sánh nhẹ giữa hai chiếc xe. Một chiếc xe là độ bản kỷ niệm Sài Gòn For 20 năm bên mình, còn bên trái mình là bản nguyên bản. Thì đó là những cái điểm khác biệt, còn lại tất cả còn lại thì đều là giống nhau. Phần đuôi xe, phần bên hông xe, nội thất xe, những trang bị công nghệ hoàn toàn giống nhau. Và cái mức tiền đều là 1.399.000 đồng. Tuy nhiên trong thời gian này, khi các bạn mua xe Ford Ares thì có rất là nhiều chương trình ưu đãi, như là tặng gói combo phụ tiện giảm giá tiền mặt, hoặc vừa tặng combo phụ tiện vừa giảm giá tiền mặt cho các bạn luôn. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất. Và cuối cùng Cường sẽ chốt lại một vấn đề như sau: nếu các bạn chọn chiếc xe bên trái thì chắc chắn tính cách của bạn là một người rất là đầm tĩnh và một người rất là thích sự những cái gì nguyên bản. Giống như mình chơi mô tô cũng vậy, nếu mình thích xe của mình xe zin, không mình không có thích độ gì thêm hết á, mình cứ thích xe zin, chắc chắn mình sẽ chọn cái xe nó theo nguyên bản của nó vừa mềm mại, nó vừa uyển chuyển, nó vừa đầm tĩnh, và người trẻ đi cũng được và người già mua đi cũng được. Mình mua xe sau này ví dụ như là con của mình đi chiếc xe này cũng được, nhưng mà ví dụ như là ba của mình đi chiếc xe này đi cũng được. Còn bên phải mình đây là một phong cách ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác. Nó mang đến cho người đi chiếc xe này một cái phong cách nó cá nhân hóa, tức là nó khẳng định một cái chất riêng trong chiếc xe này, tức là không giống lại chiếc xe nào. Tại vì xe độ là không có chiếc xe nào giống chiếc xe nào các bạn. Có người thích độ mâm, có người thích độ cản, có người thích độ body kit, vân 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 vân. Thì nó rất là nhiều cái sự khác biệt. Và chắc chắn tính cách của người đi xe này, nó là một người thích thể thao, một người thích off-road, một người thích khám phá. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về hai phiên bản trên chiếc xe Ford Everest Titanium 2 cầu. Đặc biệt, nếu các bạn mua chiếc kỷ niệm Sài Gòn Ford 20 năm bên mình, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!